Chào các bạn, hôm nay Pin Hội xin giới thiệu với các bạn viên pin của hãng Vata có mã là ECR1/2A, tức là pin này nhỏ một nửa viên pin tiểu. Điện thế pin là 3V và dung lượng của viên pin này là 950 mAh. Pin này có hai phiên bản, thứ nhất là phiên bản không hàn chân và phiên bản tôi đang cầm trên tay là phiên bản hàn chân để các bạn tiện hàn vào mạch hơn. Kích thước viên pin là chiều dài nó khoảng 25mm và đường kính của nó là 14,75mm, trọng lượng khoảng 12g. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin Vata CR1/2AA, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.